Pháp chuyền bóng cho Đắc Huy, dứt điểm chân trái hoặc là chuyền cho Cổng Đình Hùng, dứt điểm. 1-0 nghiêng về các cầu thủ Saco. Thấy hướng đi, găm thẳng vào mảnh lưới góc cao không thành của thủ môn Hữu Phúc và đưa các cầu thủ Saco vươn lên dẫn điểm trước. Bóng được Nguyễn Nhớ đá từ góc đập thẳng vào ống đồng của Kim Thuận và bay vào khung thành. Thảo Huy Thuận chân trái vẩy ngang, dứt điểm, không vào. Như vậy là vào rồi, tỷ số là 2-1 nghiêng về Saco với pha dứt điểm của Quang. Chúng ta cùng xem lại pha đột phá và tạo ra sự hỗn loạn của Lương Thái Huy. Cú sút của Quang Toàn không phải là quá mạnh nhưng bóng lại đi dưới chân của thủ môn Hữu Phúc. Dứt điểm.